tâm. Đây cũng là những cây cảnh chủ lực của vườn ươm trồng cây cảnh của chị. Với hơn 5 xào bắc bộ diện tích nhà vườn, mỗi năm chỉ riêng cây cảnh mini, gia đình chị Tâm cũng thu về lợi nhuận từ 200 tới 300 triệu đồng. Hàng cây cảnh bonsai thì cũng rất nhiều người là yêu thích, cũng nhiều người ưa chuộng là cũng yêu thích, nên là mà trang trí sân vườn và các nơi rồi khu gia đình nhỏ này, rồi có cả là cũng khu kiểu tập thể lớn, họ cũng hàng bonsai đã trưng bày về nhà cao tầng, rồi có thể là sân bàn chẳng hạn, nên là cũng do đấy nên là mình nhiều chủng loại lắm. Khi mà cứ hoàn thiện cây đẹp là được đến đâu là bán hết đến đấy, sản xuất ra bán hết đến đấy, nên là cũng phấn khởi, nên là kinh tế phát triển là nâng cao, nên là cũng có động lực đấy là gia đình tôi là cũng phát triển rộng nhiều loại mặt cây. Để có thể làm cây đến đâu bán hết đến đó như lời chị Tâm nói, người trồng cây cảnh không chỉ quan tâm đến kỹ thuật chăm sóc mà còn phải biết cách thổi hồn vào cây. Để chúng có sức sống, có ý nghĩa, hình dáng bắt mắt, thu hút khách hàng. Đặc thù của những cây cảnh nhỏ là được trưng gần tầm mắt của người xem. Do vậy, các cây cảnh phải được cắt tỉa và uốn những dáng cây mềm mại, phù hợp với dáng gốc và hướng mọc của cành. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao. Người trồng không chỉ cần sự khéo léo, mà thực sự phải hiểu về loại cây mà mình đang uốn nắn. Khi cây đã vào dáng thế đẹp, chị Tâm còn cần phải tìm hiểu về ý nghĩa của từng loại cây, dáng cây để tư vấn cho khách hàng. Loại cây và dáng cây phù hợp là yếu tố hàng đầu để nhà vườn chinh phục khách hàng. Ví dụ như cây linh sam này nó gọi là dáng thác đổ hoặc là gọi là dáng trực huyền. Thì đây là một cây, một cái thân đưa lên này gọi là cây thân trực. Và cây dáng bay xuống này người ta gọi là dáng huyền. Từ cái chi nhánh này này thì ta mới phải vào, thì là phải vào phải rất là tỉ mẩn này, là thế nào để cho nó đẹp, cho nó mềm mại cái bông tay, để cắt tỉa thế nào để cho nó ấy, xong là cho nó đẹp, thì đến khi mà nó đẹp lên rồi ấy, thì là mình xem mình đã vui mắt lên rồi, thì khi mình bán thì sẽ dễ hơn. Khi trồng cây cảnh mini, thời gian trồng và tạo dáng được rút ngắn hơn so với những cây cảnh truyền thống. Bởi từ các phôi thô làm giống, sau thời gian ngắn là có thể bắt đầu cắt tỉa và uốn vào dáng. Thêm vào đó, nhờ việc có thể tự tạo phôi giống nên chi phí đầu vào của dòng cây cảnh mini này không cao như những cây cảnh dáng lớn. Ví dụ như cây lục vừng để bàn có giá chỉ 500.000 đồng, cây ổi có giá chỉ 1 triệu đồng. So với những loại cây cảnh truyền thống có giá dao động từ nhiều triệu đồng đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, mức giá của dòng bonsai mini phù hợp với đông đảo người tiêu dùng bình dân. Do giá cả phù hợp, khách hàng khi xem xét mua cây cũng dễ tính hơn, cân nhắc và quyết định nhanh hơn. Nhờ những ưu điểm trên, doanh số bán hàng của nhà vườn ngày càng tăng cao, thu nhập gia đình cũng trở nên ổn định hơn nhiều. Bán hàng thì cũng không có gì khó khăn cả, vì là nhà vườn mình làm thì cái nhu cầu mình sản xuất ra thì là những người ta sẽ yêu thích thì người ta sẽ về nhà vườn nhà mình. Thì là cứ hợp lý giá là mình bán là theo cái giá kiểu nhất định của cái nhà vườn mình sản xuất ra, có lãi kinh doanh là mình bán, là họ yêu thích là họ về thôi, chứ cũng không có gì khó khăn. Cây cảnh bonsai ngày càng xuất hiện nhiều trong không gian sống, không gian làm việc của nhiều người dân. Cùng với sự phát triển của thị trường, các nhà vườn trồng cây cảnh ngày càng nhiều. Ngay tại xã Điền Xá, có tới 90% số hộ dân làm vườn ươm trồng cây cảnh. Buôn có bạn, bán có phường, họ liên kết lại thành một tổ hợp tác cùng nhau hỗ trợ phát triển. Năm 2019, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Nam Trực, xã Điền Xá đã thành lập tổ hợp tác hoa cây cảnh với 19 thành viên, đến nay đã tăng lên 24 thành viên. Tham gia tổ hợp tác là cơ hội để các thành viên trao đổi thường xuyên, giúp đỡ nhau trong kỹ thuật, giới thiệu khách hàng cho nhau. Khi khách hàng đến nhà vườn này tìm mua loại cây mà nhà vườn không có hoặc không đủ số lượng, thì có thể giới thiệu đến những thành viên khác trong tổ hợp tác. Tổ hợp tác là một tổ chức để nhằm tập trung tất cả các thành viên trong tổ, giúp nhau cùng nhau phát triển sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh, vì đúng với cái tên của tổ hợp tác. Các thành viên tham gia tổ hợp tác thì
Thì cái thứ nhất là được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Hai là được tham gia các buổi sinh hoạt, trao dồi kỹ thuật, trao dồi về các sản phẩm của làng nghề. Và hơn thế nữa là các thành viên là được đi tham quan học hỏi các mô hình của tỉnh bạn. Không chỉ giao lưu và hỗ trợ nhau về kỹ thuật, tham gia tổ hợp tác còn là cơ hội để các hội viên xã Điền Xá có điều kiện kết nối, tiếp cận với những nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước. Nếu như trước đây, khi còn là những vườn ươm riêng lẻ, do quy mô còn bé nên để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước như vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân là không thể. Thì hiện nay, 100% thành viên trong tổ hợp tác đều được hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng trong thời hạn 3 năm. Với họ, những dòng vốn ưu đãi này rất quan trọng, giảm áp lực lãi suất và còn được hỗ trợ kỹ thuật từ các cán bộ Hội Nông dân. Năm 2022, Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Nam Trực triển khai 3 dự án với tổng số vốn 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc giải ngân vốn, Hội Nông dân cũng phối hợp với nhiều doanh nghiệp để tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân có thêm kiến thức, áp dụng vào quá trình sản xuất và kinh doanh nhằm gia tăng thu nhập và phát triển kinh tế. Để được vay nguồn vốn này, các tổ liên kết hợp tác cần đảm bảo mô hình có tiềm năng phát triển, đem lại lợi nhuận. Các hộ được hỗ trợ vay vốn cam kết sử dụng đồng vốn hiệu quả, đúng mục đích. Từ khi mà có cái vốn quỹ hỗ trợ nông dân thì các cái hội viên nông dân người ta cũng có cái điều kiện, điều kiện để phát triển kinh tế. Trong cái thời gian tới thì Trung ương rồi tỉnh thì tiếp tục quan tâm đối với lại các huyện, thành phố nói chung về cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Thế và làm sao ấy, cái nguồn quỹ này nó phải ngày càng giải ngân cho các cái cấp hội bên dưới là nó cao hơn để cho nhân dân có điều kiện để thụ hưởng cái nguồn vốn này để phát triển kinh tế. Đây là gian hàng bán cây cảnh của gia đình chị Tâm. Để thu hút khách hàng, chị lựa chọn những cây có dáng đẹp, ấn tượng ra ngoài cùng, đúng tầm mắt của người xem. Bên cạnh đó, để giữ được khách hàng quay lại những lần sau, chị thường trực tiếp hướng dẫn khách hàng về cách chăm sóc và các biện pháp phòng chống sâu bệnh. Đối với những khách hàng thường xuyên, còn có những ưu đãi đặc biệt hoặc tặng kèm chậu, tặng kèm cây nhỏ trong đơn hàng lớn. Chị Nhài là một trong những khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Mặc dù không phải là người Điền Xá, nhưng đây đã là lần thứ ba chị qua đây để tìm mua cây cảnh. Điều khiến chị lựa chọn làng Điền Xá để làm điểm mua cây cảnh chính là được gặp trực tiếp chủ vườn, vừa được tư vấn cách chăm sóc cây, lại được chọn nhiều chủng loại cây khác nhau tùy theo sở thích. Nghề trồng hoa cây cảnh đã trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã. Nhờ có làng nghề này, những căn nhà cao tầng, biệt thự mọc lên ngày càng nhiều trong xã. Trong thời gian tới, các thành viên trong tổ hợp tác dự định sẽ tăng số lượng hàng và diện tích nhà vườn để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng mua sỉ số lượng lớn, gia tăng thêm thu nhập cho gia đình và góp phần đưa thương hiệu cây cảnh Điền Xá bay cao, bay xa hơn nữa.